Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang ở ngoài đồng á, đi với mấy đứa nhóc nè. Mấy đứa nhóc này nó rủ mình đi bắt chuột, nhưng mà bắt nãy giờ không dính con nào chứ. Bây giờ thì đi vô kiếm cái ao nào mình đi vô mò cá với mấy đứa nhóc này, sẵn quầy cho mọi người xem luôn nha. Đây là cái đồng mà phía sau nhà mình đó mọi người. Bây giờ thì người ta mới cắt lúa xong nè. Bây giờ là cái chỗ này trống rồi, để vài bữa mình rủ mấy đứa nhóc ra đây quay clip thường xuyên á. Chứ có lẽ là ngày mai mình mua vài con cá lóc ra đây ủ gom lại nướng chui ăn với mấy đứa nhỏ nha. Hôm trước tôi ra đây bị chữ đó, ta chữ cái ruộng của người ta và cái bờ của người ta mà. Thôi lên đi, sao mà bắt được. Cảm ơn Vinh. Đây là mấy con cá mới bắt nè mọi người. Bắt thấy bà luôn được 4 con. Để coi cá coi. Đây các bạn, cá này mình bắt kìa. Cái nữa. Cá quy đi đồng nha. Bự lắm. Tạo nét rồi. Tạo nét mới được. Nét gì? Tạo nét sao? Chưa có nét. Rồi, bà chơi. Mấy đứa nhóc này nó mới dính cá bông tận, cá lóc gì nè mọi người. Dở lên tay. Lên. Bà đừng giọt đó nha cha. Sao? Dũng khẳng của sơ luôn. Đừng. Rồi lên. Dũng lên. Cá lóc. Chạy lên. Cá bông tận mấy đứa nhóc mới bắt dính nè mọi người. Thấy không? Thấy. Thôi bỏ đây đi. Nè, có chuyện chết đó. Bỏ mày đây. Chết. Bị cá quỳ á, đập á. Quả như đây cũng được rồi. Để đi đây, để bị cá quỳ đập nó ba. Thấy ghê không? Tao bắt xong tự nhiên tao đưa cho mày á. Đây cho mọi người xem cá nữa nè. Đây là cá bông tận nè. Thấy rõ không? Thấy. Rồi vô xem hành quả. Thôi chiếu rồi. Nè, cầm đi. Quỳ ngay, để bắt vô má. Rồi hồi nhớ nha. Quá à. Em đi, dẫn dẫn nha. Rồi, dở đây. Đây. Ông nội thì chứ. Đi xin gì vậy hết. Hai con mọi người ơi. Trời ơi. Hết con rồi. Cái gì? Cái gầm. Trời ơi. Tao phải chạy hùng cá quá trời. Nè, dính lại nè. Cá nhỏ quá. Cá nhỏ. Nhớ anh đây cái nhóc chân mày. Đâu, coi vòng vòng cái này thôi. Đây, con cá mới dính đây, gọi gớt nữa rồi. Bỏ vô. Nhóc luôn. Bự nè. Quen cá kìa. Đây cá mới dính nè mọi người, cá trứng luôn, cá bự cũng bự luôn. Rớt rồi. Đây, con dẹp. Thôi. Quá thịt luôn. Quá thịt luôn. Ê cha, quá cái cây. Đây con dẹp. Quá thịt luôn. Chạy.
chạy 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 cỡ ba ngón tay à, không biết nữa đâu rồi. Cái đó chắc cái mày dính cái gì? Đây là con giảm ngoài đồng nha. Đây là giảm cái này mà vô bắt cái nhóm lửa đốt than cái mình nướng mình quậy chén con này là hành cái mình chế vô mình ăn nha mọi người, rất ngon. Đây ăn rồi, là con chảy giảm siêu to. Á đồ con gà là của tao đó, con gà là của tao á, con đó là của tao á, chút công nha mày. Nó xíu luôn cái lúc cứng đây, ô, đây bự lắm đây, làm quay mình mới dính con cá nữa nè, nhảy với ta gọi ơi. Người thấy chưa? Đâu gặp mặt lớn không? Đây gặp mặt lên trên kép nè. Trời ơi, hết anh con. Dẹm, dẹm bự như mọi người. Dẹm này sắp queo rồi. Mấy dẹm trong khen nè. Bỏ con dẹm bắt được con cá nha mọi người. Đi chưa? Để đi, bắt đi. Trở về tuổi thơ một lần mọi người. Thơ là thơ đi thành phố và về. Ây da, cây đâm ây da. Thơ miền Tây nha mọi người. À đây được con dẹp nè. Ốc gì hả? Hận lên bỏ hùng hận. Nãy giờ ông mời chúng tép nhấp vô. Hận, hồi nãy xảy con cá. Trời bự cho bá. Ôi 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 ôi. Con gì vậy? Con đâu rồi? Nè nè, cho thấy không? Mở tay ra, mở tay ra, sợ nó nhảy nha. Dục nha, hãy bờ đi cho chắc. Đó. Rồi với thầy ơi, hai con đi xếp chạy ra dục. Cá gì mà bự? Đây, cá bự nè. Cái tay nào? Để lại chụp con hết kìa. Đi, bay là chụp con hết. Thắng đi. Có không? Có vô hết. Rồi đi tắm đi. Có. Đừng tắm nước. Lấy cái đầu ra. Ông trắng dữ. Con mắt mày mù luôn. Cự gì em nội. Hết rồi. Cô mọi người. Cô này cô động. Mà sao nó đang khui à? Cái này cô cho phi, lai cho phi quá mọi người, nó đang khui à. Cô lai cho phi nè. Ok, dính thêm được con cô nữa nha mọi người. Lóc cô lóc cô lóc. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy vô chú đi.
bò heo với vợ bảo. Còn má đụng hết hồn chạy cho phương phép. Chưa có nét, chưa có nét. Mày che ăn trước lại mới có nét. Ừ đúng rồi, vậy mới có nét. Có nét đó. Đây là con cá mấy đứa nó mới bắt chín nè mọi người. Tìm con cá chóp nữa, cái chóp đâu, nhảy qua quăng luôn. Quăng luôn cá chóp đúng không? Thôi cái chóp đừng chụp cho gớt đi. Cho gớt đi, chụp đứt tay à. Đâm một cái. Đây là con cá chốt nè mọi người, mấy đứa mới bắt. Cái con này bắt cẩn thận nha, nó chích một cái là nhức cái nách lắm á. Vậy sao kìa ngộ ha, mấy đứa nó nói bị con này đâm á là lấy cái đuôi đắp đi vô là nó hết nhức mọi người. Kệ ha, nhưng mà thôi dám cho nó đâm. Ơi kìa trời, chị Riêu mà không có tâm gì hết trơn. Mày phải cho nó chích cái. Đúng rồi, chị Riêu không tâm. Chị Riêu không có tâm như nào. Ây da, ui da. Trời mấy cái con đó. Để dính con. Để dính con dẹm sổng lộ luôn. Dạ má. Đây con bắt được một chiếc máy bay của Nga mọi người. Máy bay cho tôi biết. Cái lớp chuối đâu mất tiêu rồi. Ôi cá khổng lồ. Con cá làm ta gì? Rồi. Ơi ơi. Ngước cái mặt lên coi, ngước cái mặt lên. Ai nhìn ta siêu to. Ê, thằng ấy nó một râu rồi. Quá giống con gà. Con thấy không? Thôi mày đừng quay tao. Tao không? Mày đừng quay tao mày. Rồi đặt lại cái đầu quên. Tóc đi bọc kìa nè. Rồi. Con đi chạy rồi. Con nghe bạn. Bây giờ con nhỏ gì bạn? Cá có bị lớn gì bắt ăn gì bè. Xúc vô đây được không? À, mấy con này. Thôi không ấy bắt hết cái con đi bảo. Cái con làm gì? Lắc mấy kia bỏ một chữ tép nhà con lươn được không? Gì? Con lươn để bây giờ mình giả lên nhau rồi. Ok. Nó chạy luôn. Ơi, nó chạy luôn kia đi ra không? Cầm giúp hay vui? Không. Con lươn quá trời thối rồi. Con bự rồi nha. Con bự, còn sống không? Con bự còn sống. Ôi con cá lóc con nữa kìa. Vậy là ba con. Cá lóc con nữa kìa mày. Đây đây đó, con tép nhóc quá trời luôn. Con tre mắt rồi. Thối quá, thối rồi. Ở con này bự ngang cơm kia nè. Đây thối quá à. Trời ơi. Ơi gớt cái bé nhà luôn không nào. Đây là đâu đây. Quá trời luôn, còn bóng tượng đâu? Cá chốt dưới bóng tượng chắc thả vô cái bồn của mày. Thôi, cá chốt ăn đi. Bóng tượng. Nó chặt nè bảo ơi. Gì? Hai con ăn. Hai con à. Cắm đầu kìa. Chết rồi. Cua nè. Đó, bự chùa bá lửa luôn. Trời ơi, hai con này nuôi đã luôn. Con chấm con mái luôn hay gì á. Ừ. Con này mái nè. Cua bỏ đi. Trời ơi, bỏ đi.
thì đem bỏ con bụng nè. Đây là hai con cá bóng tượng mình mới bắt ngoài hầm vô nè mọi người. Bây giờ mình sẽ thả vô cái bồn này nuôi luôn nha. Thôi đừng cắn này. Đấy, sướng nha. Thêm con nữa. Con này chắc con mái nè. Con kia là con gì? Cá bóng tượng cũ nó ngẫm luôn rồi. Thêm con cá lẩu kiến nữa nha mọi người. Thả vô. Bỏ này. Đấy, sướng luôn. Thôi không cắp.